Hiểu rồi. Phi đội trẻ trâu hình như đây ra có trò gì chơi nhau ạ. Thằng Vương đang 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 làm gì kia? À, hình như đồ ăn. Ăn mảnh rồi, ra rủ nhau ra ăn mảnh không thèm rủ mình. Mấy thằng này được đấy. Ôi ơi, anh em làm cái trò gì đấy? Thằng ngồi đông thế này. Ôi à, đồ ăn à? Ai à, dạ mình xin. Ai của anh cái này? Cái gì đấy? Cái này là phải chơi mới được ăn ấy. Chơi á? Tự nhiên phải xếp hàng đống đồ ra đây. Vui vui chơi có thưởng ấy. Cái gì, kẹo gì đây? Đây là kẹo kẹo Panda. Chúc Panda. Ai là dạ. kẹo trái cây. Trái cây à? Đây là cũng là kẹo trái cây. Sao đây mua lắm kẹo đấy? Đây là kẹo lổ. Kẹo lổ à? Đây là Tommy à? Kẹo dẻo Tommy. Đây là Coca. Chip chip Coca. Cái này cái gì đấy? Đấy là kẹo sô cô la. Nhưng mà hôm nay em lại giải hết kẹo ở đây làm gì? Để tí chó ra nó cắn mất à? Không, để em để đây tí con ngáo ra ăn hết đây. Thử thách cho mấy anh cu. Chơi cái gì? Đây này. Ôi ôi. Ôi có cái khẩu súng gì hay đấy. Sao tí nó lại lò xo rồi? Đây là khẩu súng mà đã đấm. Đâu đâu mày thì bắn anh xem nào. Anh bắn nha. À nó ra đài đây rồi. Chơi kiểu gì? Anh thấy cái viên 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 này là viên bi sốt đúng không? Bi sốt. Ờ, không như nào nữa. Em sẽ đặt cái viên bi sốt này đây. Ở đây. Chúng cái nào thì chúng cái nào được cái đấy. Gặp cho anh em. Ờ, cứ lên nào. Ôi là còn chưa chạm được cái gì. Thế là không được ăn đúng không? Như này là từ từ. Không phải chúng mới ăn nhỉ. Ở đây là anh thấy là có đây này. Đây là có 7 cái đồ ăn. Và trong đây có 2 4 có 5 người, cộng với anh nữa là 6 người. Thế là vẫn là thoải mái rồi, cho anh chơi cùng chứ còn gì nữa. Viên bi thôi. Viên bi thì bắn xong anh lấy anh chơi được chứ sao? Bi không được. À, bọn này khinh thường mình các bạn, này không cho mình chơi rồi ai. Thôi để anh chơi trước nha. Mình sẽ ghim viên kẹo lỗ. Nhưng mà em định xác định bắn vào cái con nào đây? Em thì cứ bắn vào cái kẹo lỗ em. Đấy để cái này đi. À thử đi xem nào. Kẹo lỗ kết rồi đấy. Anh sợ mày bắn không trúng. Ôi giải thôi thua rồi. Đi ra cho khác. Thằng này chơi lẻo. Được, chưa ăn được. Trời vớ, trời vẩn. Tính được rồi. Hàm lượng rắc luôn Galepe này. Trời ơi, ông được thiên thiên. Không được ăn cái gì rồi. Đến đây này. Đây, bây giờ đến Cú Linh nha này. Cú Linh hả? À? Cú Linh chơi đấy. Xem mày bán trúng bao nhiêu. Bán thừa còn hơn bỏ suất. Ai là không trúng, không trúng. Tiếp theo. Để phát xương áo à? À, san, san à? À, phát xương áo. Ôi giời ơi, bây giờ còn thừa đấy này, còn không bắt chúng này. San chuẩn bị chưa? Ôi, San ơi, ăn Tommy luôn. Này đẳng cấp chưa? Được đấy, khét đấy. Anh cổ vũ cho mày, San ạ, bóc kẹo xem có gì không. Kẹo ngon đấy, anh xin cái. Ôi, anh cổ vũ cho mày từ lấy rồi. Này, người nhận nhé, anh xin thằng San nhé. Cho anh xin viên. Cổ vũ mày từ lấy giờ đi. Không được chơi nhưng cổ vũ tinh thần tốt này, cũng được ăn kẹo các bạn. Ừ, kẹo Tommy ngon đấy. Sao mai bên định bắn cái gì ấy? Tình chọn quá gì? Kẹo lổ à? Sao bọn này cứ thích kẹo lổ nhỉ? Ôi mày, sao mày chờ mày? Được rồi. Các bạn ạ, hôm cho mình chơi mình định khởi quá kẹo dẻo đó, nó tỉnh quá nó đuổi mình chạy té khoay. Chúng nó bảo là không có cái súng bắn lò xo như chúng nó là chúng nó không cho mình chơi. Ấy mới là kẻ xỉ đấy, chúng nó 5 người chung một cái mà mình vào mình xin thêm nó không cho đấy. Ok, cái súng bắn lò xo đấy thì mình biết thừa rồi. Mà cũng đơn giản bình thường thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi mình mua một cái súng bắn lò xo kiểu đẳng cấp về để mình xin chúng nó cho chơi nhá. Đấy, biết đâu lại lớn ngớ lại kiếm được ít đồ ăn. 1000 years later. Đấy anh em ạ, cuối cùng thì cũng đã mua được quả súng bắn nổ xo về rồi đấy. Có cái súng này rồi thì chắc chắn là chúng nó phải cho mình chơi đấy. Bây giờ mình sẽ vào mình bóc thử cái súng bắn nổ xo này xem nó khác gì với súng của bọn trẻ trâu không nhá. Trong này là cái súng bắn nổ xo các bạn nhá. Đấy, tem mác đầy đủ đây. Bây giờ mình sẽ bóc ra cho anh em xem. Ai dài, đây rồi. Úi giời. Bọc chắc chắn đi. Uy tín luôn. Đấy, sai anh em thấy đẳng cấp chưa? Mình cũng là súng bắn lò xo nhưng mình không mua cái kiểu như chúng nó. Đấy, anh em nhìn biết con gì chưa? Nhìn cái răng đẳng cấp chưa? Nhìn qua qua là thấy hình con cá mập rồi đấy. Ui. Đây rồi. Đấy, thiệu mấy anh em đây là khẩu súng bắn lò xo hình con cá sấu à không? Con này là con cá mập đấy, cá mập baby shark anh em ạ. Con này là cá mập khổng lồ không phải baby shark đâu. Đấy, răng này. Đây là bóp cò nhá thì cái lò xo này nó sẽ đấy anh em thấy chưa? Úi giời, nó còn cắn được cơ mà. Của bọn kia chỉ là quả đấm thôi, con này còn cắn được. Đấy, các bạn thấy đẳng cấp chưa? Chúng nó tưởng mỗi chúng nó có cái khẩu súng lò xo quả đấm ấy, mình chơi hẳn súng lò xo con cá mập luôn. Đấy, anh em nhìn nó to chưa? Cho cắp tay nhá. Có cái này rồi, tự tin vào xin chúng nó chơi cùng đấy, kiếm đồ ăn. Bắn đi.
Mày sợ chưa? Lại lại. Mày học mày học mày. Ôi, mình nuốt được quả bóng của chúng nó ở đây này. Wow. Nhìn thấy đẳng cấp chưa? Súng cá mập lò xo luôn. Xịn luôn này, nó còn ăn được quả bóng này. Thôi ông đi ra đi. Nhìn thấy hay chưa? Thế bây giờ em bảo là anh có súng lò xo rồi cho anh chơi cùng được. Tí anh cho anh em chơi cùng. Anh được. Ừ, mỗi thằng lượt để chưa? Đây nhìn quả bóng. Đi ra anh em chơi. Nghe em chơi cả chơi này nó dài hơn này. Mày đã bị ăn rồi, ăn quả đấm rồi. Anh bảo là bây giờ chúng ta không chơi đấm nữa mà chúng ta chơi cá mập bắt bóng đi. Đấy, bây giờ một người ném bóng và người kia nếu mà dùng con cá mập này mà bắt được quả bóng đấy thì đây được thì kẹo. Sẽ được chọn một trong những cái món đấy. Chơi không? Chơi. Ok. Cho San chơi trước này. Này. Chơi là bọn anh sẽ ném cái quả bóng này ra chỗ San. Nếu mà San dùng cái con cá mập đấy mà gặm được quả bóng này vào thì San sẽ được chọn đồ ăn ở kia. Còn San mà gặp một phát thôi nhưng mà gặp lượt đấy thì là bọn anh sẽ là người được chọn đồ ăn. Em bưng cho trước đây. Em chơi trước rồi. À. Em ném cực kỳ nó khó vào. Nó bắt được rồi. Rồi San chọn một đồ ăn đi. Ấy ơi, cái gì đây? Kẹo lổ. Kẹo lổ à, được rồi. Vương thua, Vương phải ra làm cá mập đây. Đúng rồi. À. Mình vừa hứng như thế mà bắt đẩy gật. Chọn cái gì? Chim chim hả? Ok. Không ăn được phát nào, vừa bắn vừa hứng mà không ăn được. Ôi em yếu lắm người ta. Một, hai. Cá mượt rồi. Bây giờ đến lượt mình chọn đồ ăn xem nào. Xem cái gì ngon nhỉ? Cái này anh ạ. Ăn xem nào. À đây. Ăn Pikachu đi. Không. Bây giờ anh làm cá mập nhá. Phát xương áo ném hả? Ok. Đây là anh đã bắt được phát xương áo chọn đồ đi. Còn hai món này chọn cái gì? Ôi đấy, chơi này là ok luôn. Bây giờ phát xương áo lại làm cá mập tí nữa ăn. Để cho Cu Linh là người cuối cùng nào bán. Còn mỗi một món quà cuối cùng này thôi. Ai trời ơi. Cuối cùng là Cu Linh cũng có. Thế anh có à? Mỗi mình Vương có à? Vương không có. Buồn đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thua rồi sao mày lại lấy của San? San được hai cái, San được cho em. Đâu, lại còn chấm lỗ nữa. Thằng này khô thế. Kinh. Ôi, có cái kẹo mút ngon nhất thì ông lấy mất. Ui, thằng này ăn tạp thế. Ui, ăn to đấy. Cái kẹo kẹo dẻo à? À. Ngon không? Ngon. Được, không dễ. Ở đây có 1, 2, 3. Quả này vừa bị lổ rồi đấy. Anh em chưa treo đã rơi lổ mất rồi. Đây có 3 quả bóng. Bây giờ thách thức San với lại phát xương áo. Mỗi người dùng một cái. Đây là súng con cá mập này. Và súng nắm đấm này. Xem thằng nào làm lổ quả bóng kia người thắng chưa? Bắt đầu chưa? Xem thằng nào làm lổ cứ làm lổ được bóng là người thắng nhá. Nào, bắt đầu. Quấy à? Đưa đi. Cho mày. Thả mà. Đứng đi.
Hả? Dạ sao? Nào, làm cái gì? Đây, cho quả bóng cuối cùng này cho ra. Hả? Để em nhá. Anh em ra để cho rồi. Hôm nay dám vào đây phá đám à? Nào. Cho quả kỷ niệm quả bóng bay nước đi em ơi. Đây là phải có kỹ thuật đấy ạ. Sao lại bắt này? Ôi. Ôi. Ôi nó sao lắm. Ôi nó chạy rồi, thôi tí nữa thì bắt được nó, thằng nào ném quả ấy làm nó giật mình nó chạy mất. Em vừa ném quả đẳng cấp ấy nhỉ. Rồi nó cướp mất một khẩu súng chứ thôi. Còn mỗi con cắm mà thôi. Cất đi cho anh. Hôm nay tự nhiên thằng Mommy Long Neck nó lâu ngày lắm rồi không thấy xuất hiện. Hôm nay tự nhiên nó xuất hiện, nó vào đây nó phá đám anh em ạ. Mà không thấy Huggy đâu. Khả năng may là Huggy nó cử thằng này đến phá anh em mình. À, bị anh em quay cho một trận chạy mất xét luôn. Thôi đi vào nhà nó lại đến toàn. Trẻ trâu lá gì nhỉ? Hôm nay bọn này có vấn đề rồi. Tự nhiên ra sân nhảy múa chí chóe. Ê, tụ họp bàn đào gì ở đây đây? Này, mày biết anh đang ở đâu xuất hiện tao? Anh rình ở trong cái vườn kia từ lẫy rồi. Anh biết chúng mày đang làm cái trò gì rồi. Spiderman này sao mặc áo hoa này? Spiderman củ chuối. Củ chuối à? Mày giấu kẹo đâu khai ra không? Xong rồi mày xưng thế này. Thằng này có kẹo. Thấy mày giấu kẹo đây rồi. Có đúng là giấu kẹo em? Không phải. Mày vừa khai là thằng Vương giấu kẹo nhá. Không phải. Em có mâm cây. À đấy đúng rồi, thằng này đã lộ rồi. À cái gì đây? Vương này, mày có được không? Kẹo của em. À? Kẹo của em. Thật là bọn em có nhưng bọn em không cho anh đâu. Đúng rồi. Ui ở đấy. Ui, kẹo gì đấy em ơi? Kẹo siêu nhân à? Ôi bây giờ nhá, mỗi thằng lộp thuế ra đây một quả kẹo cho anh, rồi anh tha cho đi nhanh. Kẹo ở đâu? Ai ở đây? Em tao lại ca tất cả kẹo ở đây. Ai à? Phải lộp thuế. Mày tao lại ca đúng nào? Mày lại ca đúng nào? Hả? Có được không? Chưa cho anh ăn rồi à? Em có mỗi một cây. San là kẹo gì đây? Ô San hình như là kẹo này là cái kẹo kem à? Que kem à? Năm ngủ ăn kẹo gì em? Que kem. Đây là em cho anh xem kẹo của em là kẹo trứng khổng lồ, còn có thêm được cả cái mũ cao bồi. Mũ cao bồi thôn. Cao bồi thôn. Em thử bóc ra xem nào. Đầu tiên em bỏ ở đây 1000 cái kẹo làm gì có chứa được. Cái cao bồi thôn tặng em cái mũ. Đưa em để em đợi. Ai dại, vớ vẩn này. Mở ra xong rồi đừng cho anh. Đúng rồi. Đấy. Chúng mày nói thầm cái gì đấy? Không có đi ra đâu. Mở ra anh xem nào. Nói thầm về cho anh ấy mà. À, không lấy đâu. Chẳng có gì. Nó chẳng có cái gì. Đây ở cái kia, bỏ anh xem nào. Anh thấy anh không lấy kẹo mút của chúng mày đâu. Nhìn cái kẹo này. Ôi giời, được có mỗi một cái. Nhưng mà cái này ôi, nó có cả con quay à? Quay thử xem nào. Quay vô cực. Yeah. Anh ta, bọn này nó không cho mình ăn, nó còn lém lung tung bèng vào hết cả đầu mình, biêu hết cả đầu. Không ngờ bọn trẻ trâu này nó lại xuất hiện một cái tính cách gọi là không thể chấp nhận được. Đấy các bạn nhé, các bạn phải kính trên nhường dưới đấy, có đồ ăn phải chia sẻ thì sau này người ta có người ta chia sẻ chứ. Nhớ rồi, hôm qua mình mua còn thừa hai cái kẹo mắt, khả năng mình sẽ chế thành cái kẹo mút, mình ra mình ăn mình chiêu ngươi chúng nó xem thế nào nhé. Ok, nhớ ra mới có hai cái kẹo mắt đấy, bây giờ mình sẽ chế hai cái kẹo mắt này thành kẹo mút, mắt thành mút mà mút thành mắt đấy, để ra mình gọi là chiêu ngươi chúng nó. Wow. Ấy bây giờ cắm cái cây này vào là thành kẹo mút thôi. Ôi chết rồi, sao nó chối này anh em ơi. Thử ăn vẫn nào. Ngon lắm. Đấy ok anh em nhé, mình đã chế cái kẹo mắt ra thành kẹo mút rồi. Đấy, kẹo mút một sao luôn. Đấy, bây giờ ra để xem trẻ trâu nó thấy mình có cái này nó có khinh thường mình nữa không nhá. Kẹo mút mắt à? Kẹo mút mắt. Sợ chưa? Kẹo này chưa ai có đâu. Hả? Hả? Chưa ai có kẹo này đâu. Ai giờ làm gì có. Thằng nào đấy bạn? Đưa. Giữ, anh em giữ lại. Ui trời ơi. Mấy thằng nhá, chúng mày nhá. Vừa này. Mày giả đấy. Ui ui. Chúng mày đi ra. Ui ui. Ai làm gì? Ê, đừng đẩy. Anh em giữ lại chúng nào. Giả kẹo anh.
Ui, thằng Phương này, mày nhảy đi trêu ngươi, mẹ trộm mày còn trêu ngươi à? Được rồi, chúng mày nhớ nhá. Mấy thằng trẻ trâu mà chúng mày nhớ đấy. Nó không cho mình ăn kẹo, thì mình lấy được cái kẹo mắt, mình chế được cái kẹo mút hình cái mắt. Cầm ra đang khoe thì chúng nó cướp xong chúng nó ăn trắng trợn đấy. Lại còn quay vào cản mình để cho đồng Minh Vương ăn. Bọn này là có tính đồng đội đấy, ok. Bây giờ mình sẽ không thèm chế kẹo nữa, mình sẽ đi mua kẹo mút độc lạ đẳng cấp hơn về mình cho chúng nó xem. Và lần này phải cẩn thận anh em ạ, không là chúng nó biết, không là chúng nó lại khử mất rồi lại toang. Và khi chờ chúng nó chặn nha anh em. Anh em biết trên tay mình là cái gì không? Trên tay mình, bật mí luôn anh em, đây là một cái loại kẹo mút. Mà kẹo mút này ấy, nó còn alo Picasso ấy, có nghĩa là nó còn alo được đấy. Nói luôn anh em nhé, đây là cái kẹo mút điện thoại đấy. Anh em đã bao giờ nghe là kẹo mút điện thoại chưa đấy, chứ không phải là cầm cái điện thoại mút mút đâu. Mà các bạn muốn biết nó như nào bây giờ để mình bóc ra xem nữa nhá, tại vì mình cũng không biết, mình chỉ biết là nó tên là như thế thì mình đặt về mình định trêu người trẻ trâu cho nó bỏ ghét được các bạn đấy nha anh em nhá. Anh em đừng có khinh thường kẹo mút này của mình đấy, nó gọi là kẹo mút điện thoại nhưng mà nó bé tí này, không biết có phải điện thoại không hay là mình bị mua nhầm các bạn đấy. Tem mác đầy đủ nhá, mã vạch nhá, bây giờ mình sẽ bóc ra xem nào. Wow, ô đây rồi, đấy anh em nhìn gì chưa? Wow, sai, anh em nhìn thấy quả gì khét lẹt chưa? Đấy, đây là cái điện thoại chứ là cái gì nữa? Xem nào, một cái màu xanh này, con này cũng màu xanh, điện thoại này là cái điện thoại cổ rồi, ngày xưa có phím bấm rồi. Con này là một con màu hồng lam tính, hai con này đằng sau hồng còn đằng trước đỏ, đấy anh em thấy đẹp chưa? Đây còn có cái cả gài quần nữa các bạn nhé. Tay mình là ba cái điện thoại. Nói thật mấy anh em, đây là điện thoại nói chung là không thể nghe được, nó chỉ là điện thoại kẹo mút thôi, trông nó độc lạ thôi, nhưng mà mình cũng không biết nó ăn có ngon không. Nên bây giờ mình sẽ test trước thử một cái nhá. Mình thích màu hồng gọi là lam tính, là mình thử bóc cái lam tính này xem thế nào nhá. Wow, ôi xài nhét quần nhá các bạn nhá. Flip for Bob ấy, điện thoại ai gọi cho gọi là cô Minh Vương khinh thường nó cái nhỉ. Vương trẻ trâu hả, mày vừa khinh tao đúng không, mày cướp kẹo tao đúng không? Đấy, mình đang nói một mình các bạn, cái này không thể nói được, chỉ là ăn thôi. Đấy, bây giờ bóc ra xem là bên trong nó có gì nữa nhá. Đấy, sao đây, mở lắp này anh em này. Wow, đẹp chưa, anh em nhìn cái gì chưa? Đấy, kẹo nó phải đẳng cấp như này chứ. Wow, rất là ngon đấy. Cái này nhá, mở cái lắp này ra này, là đút cái kẹo vào đây được. Đấy, bật cái kẹo ra. Đấy, đậy lắp lại. Sau đó là ta thành một cái kẹo mút điện thoại. Ui, ngon thế nhỉ. Ê các bạn, nghiêng góc này nhá thì nó ra cái icon này. Đấy, nghiêng ra đây để ra chữ khác này. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy màn hình uy tín chưa? Xài nó 3D nó biến đổi khôn lường này chứ. Đấy, như kiểu cảm ứng ấy. Đấy. Cái điện thoại trông cũng khá đẹp ấy, nhưng mà bản chất nó là cái kẹo mút nhá. Tự nhiên nghe tiếng gì lạ nhỉ? Ui giời. Ui, cái gì đấy? Ấy ấy à? Cái gì đấy? Vương làm cái trò gì em? Cái gì sao ẳng 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 ấy? Thôi mày đừng có làm trò à. Lại thấy anh em thèm đúng không? Ê ơi. Hả? Cái màu hồng cái đẹp, cái màu tím, em thích màu tím. Mày biết cái gì mà mày tím mày không? Biết cái gì không? Đây không phải điện thoại đâu, đây là cái kẹo. Tao vớ khinh thường. Tao nhớ từng mặt từng nàng rồi nhá. Thằng Nam Ngố là cản ra đầu tiên. Vương này vừa trêu ngươi nhá, mày ăn trước mặt anh nhá, xong mày còn rủ mấy thằng trẻ trâu này, San này, thằng Spiderman này cản anh này không cho anh ăn nhá. Có thể ăn đâu? Cho cắn miếng rồi nhá, nhưng là sau được khinh thường nhá, há to ra. Gây ra rồi cho gì hết cho đấy, sai xịn xoài nhá, xịn chưa, nhìn trên cảnh chưa đây, xịn như thế mà. Những cái kẹo mút của bọn em vừa nãy chỉ là những cái kẹo vớ vẩn thôi, không có tên tuổi. Còn này bây giờ nó không có cái trò nào nữa, nó phải khóc nhà để nó gọi là ăn vạ mình. Cho đây, cho cái này, đấy. Chia nhau ra bóc. Ôi, ra kia đuổi thằng Nam kìa, nhanh. Bóc ra đi em, anh cho rồi bóc ra mà. Để anh. Đấy giời. Cắn cái làm ăn. Ui, cắn rồi. San. Ui, thằng này mút. Ui, ui, ui. Ui, ăn đâu? Thôi thằng San nó ăn tham đấy. Nó ăn hết rồi. Ui, San nó ăn hết rồi đâu. Thằng này tham lam. Ngon quá mày ạ. Kẹo mút điện thoại rất là ngon. Trông như cái kem ấy, mình đang ăn ngay kem chứ không phải mút đâu. Còn kẹo không? Ấy vẫn còn. Ui cái gì đấy? Ui ơi, làm sao dựng dựng vậy? Ui hút kia em ơi. Rơi lại đây. Ui.
Kẹo mút, kẹo mút, điện thoại. Ấy, ấy, ăn đi, ăn thử đi. Ôi, nó điện, chạy vào nhà em ơi, chạy vào nhà đi. Thằng này nó thích ăn cái kẹo kẹo mút này em ạ. Anh còn một cái nữa này, nhưng mà có nên cho nó không nhỉ? Cho nó có đi không? Cho nó đi đi. Bây giờ bẫy đi. Hai cái đồng hồ kẹo mút vừa đấy đâu rồi? Còn một cái nữa đâu? Vui, anh bảo em mở ra, mở ra đây. Thằng xa xa lấy nhanh cái miếng xốp cho đây. Anh em mình gắn xốp vào đây, lừa nó ăn xốp. Đấy, đây ngồi đây. Đây, em gài vào. Bé thôi, không nó to quá. Không được, không biết. Bé ngắn như thế là được. Đấy, rồi, đấy, ra để cho nó vậy nha. Lý Giang cứ dơ bảo là cho nó để nó ấy nhá. Đây, cho sắp hai em cái. Đấy, anh có cái này rồi. Đừng mở ra vô nó biết nhá. Lừa nó để nó ăn xốp. Nó làm vào lòng rồi. Kẹo đây. Cho kẹo. Xong đi. Cho nó đi, xong đi, cho đi. Đấy, ăn thử kẹo này xem nào. Đấy, kẹo đấy, ăn đi. Ấy, ôi kẹo kem. Ôi, chết rồi. Đuổi đi. Cái này thì thành một cái vũ khí các bạn ạ. Đập nó từ lấy là mà không vỡ mà vẫn còn nguyên này. Có vỡ không? Không. Đấy, nhấc giải cứu Lan ra nhanh. Bế Lan ra nhanh, sao lại để nó nhét vào trong cái này chết dở này. Thông khí chạy mất rồi. Em cứu Lan ra không anh ấy? Cái kẹo mút điện thoại này trông thế mà lại có tác dụng phết đấy. Vừa ăn được vừa làm gọi là quả kiếm kẹo mút đấy. Vừa gõ thằng Húc Ghi được mấy phát các bạn, nó bỏ chạy rồi. Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Buổi chiều mình lại đi rình bọn trẻ trâu để xem chúng nó có cái gì hay không, mình quay cho anh em xem nhá. Ồ, hình như nhìn thấy cái gì lạ lạ anh em ạ. Ui, bọn này làm cái gì nhỉ? Ui, hôm nay lại mua lắm bóng bay đây. Sao lại mua một đống bóng bay dài ngoằng này? Thằng Spiderman ác kìa. Sao nó ở đây nhỉ? Ở kia xuất hiện thằng Spiderman ác anh em ạ. Sao nó lại lọt được vào trong cái lồng nhỉ? Hay là nó vào đây phá bị anh em bắt nhỉ? Để ra xem tình hình nào. Anh em này có vụ gì mà thổi lắm bóng này? Hả? Tim trẻ trâu xóm này thổi lắm bóng này. Cô Linh làm gì đây? Gọi là ở trên gọi là video ở trên phim không? Ờ. Thì là con Húc Ghi tay chân nó dài lắm. À, đấy, trên phim hoạt hình mới trên game ấy, tay con này nó dài phải hàng mét. Nhưng mà sao đấy nó ngắn nhỉ? Rồi, nên là hôm nay em với mấy anh em quyết định kiểu là thổi bóng xong rồi chế chân tay nó dài ấy, anh hiểu không? À, có nghĩa em chế cái này dài ra bằng quả bóng. Rồi, tí nó dọa Húc Ghi luôn. Thế đây là tay à? Ai giải mày cũng có vẻ là cũng có là khiếu nhỉ? Thế dán cả con này nữa? Dán hết. Ui, con này bình thường trong game mà chân nó dài ngoằng cơ. Nó dài hàng mét. Thế bây giờ định làm kiểu gì? À quên. Thằng Spiderman ác lại ui bình tĩnh. Thằng Spiderman ác nó lại ở đây này em ơi. Nó vào nó phá bọn em, một em nhốt luôn vào lồng. Với đang chơi nó phá. Đúng rồi. Thằng này chứng tỏ là cũng yếu nhỉ? Vào đây thì ngồi yên trong này nhá, ngoan nhá. Hiểu chưa? Này đừng có quấy. Ôi, gần lổ bóng em. Rồi, em cứ để em nhốt thằng này vào đây. Hôm là đi mấy thằng Húc Ghi vào đây phá đúng không? Đấy, hôm nay để xem mặt mày là thằng nào nhá. Ây da, ui, thằng này nó không cho mình lột mặt lạ. Được rồi, không cần lột. Thế bây giờ có thích gia nhập team của Hùng Panda không? Hả? Mày lưỡng lự cho mày ở đấy. Xa đâu, canh chừng nó. Sẽ canh chừng người đưa bóng đây để ra để anh thử chơi với thằng Linh cái này nào. Ui ôi. Thôi, mày thổi đỏ hết mặt lên rồi. Mày thổi được anh ạ. Đây có bao nhiêu quả đây? 1, 2, 3,
4, 5, 6 quả. Thôi bây giờ thổi rồi để anh gắn cho anh biết cách gắn đẹp cực. Hả? Anh xem thôi. Anh gắn đẹp hơn. Không bỏ ra. Này nhá, chúng mày lằng nhằng, tao thả. Tao thả nhện đen kia ra, nó đánh rồi. San à. Thôi thôi thôi, được rồi, bình tĩnh. Thôi được rồi, chúng mày không cho anh gắn, chúng mày gắn đi anh xem nào. Đâu, gắn này. Xem là mày gắn cái tay dài, chân dài cho con Huggy này kiểu gì. Đấy, bộ này như này à. Đâu. Đây. À, đây. Rồi, ok. Đây là tay dài luôn. Ui ôi, đây ra. Thế là thành Huggy tay dài rồi à. Ê, còn thiếu tay kia. Bộ hai này không có tay đâu. Trò hai này lướt vào tim hú banana không. Hả? Có hả? Ờ, thế ở đấy một lúc nữa tao nhốt, một lúc nữa tí tao thả. Ôi giời, con lịch buộc chẳng chuyên nghiệp gì cả. Đây, chuyên nghiệp thế này còn gì nữa. Đấy, buộc vào như này đấy. Xem nào. Ai là được hai cái tay dài rồi. Ui, còn chân, còn thiếu chân. Buộc chân, chân tiếp đây xem nào. Anh em ạ, trẻ trâu hôm nay hết trò đi chế tạo chân mê lại tay cho thằng Huggy. Nhưng mà trong game ấy, các bạn nào chơi game về Huggy Bobby Playtime ấy, thì đúng là con Huggy chân tay nó dài ngoằng luôn. Nó rất là dài. Đấy. Rồi, cầm lên xem nào. Anh vẫn thấy nó dài như trong game đấy em ạ. Ui ôi, phải sắc cầu bóng còn gì. Phải mấy mét. Ôi, em bảo san rồi, biểu diễn cho anh xem. À, biểu diễn xem nào. Nào. Ui ôi. Anh thấy gì chưa? Ui, ui đúng là Huggy rồi. Bobby Playtime thật rồi. Thôi thì được. Good good, ý tưởng hay. Thế anh còn thấy còn một con này nữa mà. Đúng rồi. Con này làm gì nữa? Con này nó không có chân thì là nắp hai tay cho nó. Ờ, thử đi xem nó sao. À, thả này. Cho anh vậy, chờ tí rồi đẹp ta. Ôi, sao mày đấy? Thực ra thì dạo này nó không thèm chơi mình nữa các bạn ạ. Ê, nó có đồ chơi bị xin không cho, với vẩn mình. Ôi anh em, thôi. Không. Thôi rồi này, đừng có bắt lạt anh em team San nhé, không cho an toàn đấy. Ôi im ấy. Gọi thằng Huggy lên cứu đi. Ngay. Thằng giả thằng Huggy đâu rồi? Vớ vẩn à, cứ ngồi đấy. Linh trẻ trâu là chế tay à? Thiết kế luôn như đấy, gì, ui, đẳng cấp luôn. Còn này ý tưởng hôm nay phải nói là rực rỡ nhỉ. Bây giờ em bật lên cho anh xem nha. Đâu, xem nào. Đấy. Wow, xoay. Chết nhé. Đấy, tay dài ờ, như như múa nhỉ, như con này mà có chân nữa là đẹp nhỉ. Đấy, ui giời, ui giời, chết nhỉ. Anh Hùng. À, nhại à. Trẻ trâu kẹt xỉ. Đấy. Chà châu kẹt xỉ. Ai da. Ai xài. Kinh nhỉ, khét nha. Biệt đội bắt chiếc à. Thôi rồi, anh em cứ chơi con đấy nhá. Anh mời con này nhá. Chạy. Ai, ôi thôi. Anh không chơi nữa. Em vừa lấy của anh em nhá. Không chơi của chúng mày nữa nhá. Không thèm chơi. Chúng mày cậy có Huggy chân dài tay dài này đúng không? Vâng. Anh không thèm chơi chúng mày bây giờ nhé, anh nói chúng mày biết này. Anh thừa sức tạo ra một con Huggy chân dài tay dài mà không cần phải bóng bay. Anh bốc phép rồi. Đi đâu? Rồi nhá, à, cứ ngồi chờ đây. Anh sẽ triệu hồi ra một con Huggy chân dài tay dài không cần bóng bay. Chưa? Bốc phép rồi. Đấy. Nói bảo mình bốc phép, bọn trẻ trâu thì thích. Được rồi nhá, chúng mày không tin đúng không? Vâng. Được rồi. Tí nữa tao sẽ thể hiện chúng mày xem nhá. Chờ đấy. Ok anh em ạ, đấy, mình vừa chót hướng với bọn trẻ trâu là mình sẽ triệu hồi ra được một cái con gọi là búp bê Huggy chân dài tay dài chứ không phải buộc bóng như chúng nó. Nói thật với anh em thì làm gì mà triệu hồi được ấy, triệu hồi chỉ là cái gì đó gọi là bốc phét thôi ấy, nhưng mà thôi mình cũng lỡ bốc phét thôi rồi, mình phải cố làm được. Hôm nay mình sẽ làm một cái màn tròn triệu hồi đấy. Mình đã mua ở đây là một con Huggy, mà con Huggy này có thể kéo được chân tay nó dài ngoằng ra đấy. Bây giờ mình sẽ bóc ra xem thế nào nhé. Đợi chúng nó không để ý là mình sẽ tròn chúng nó, mình chờ vào mình triệu hồi được để xem phản ứng chúng nó nào. Triệu hồi. Bóc vào cho anh em xem nhé, bên trong này là cái gì nhá. Ui sai, anh em nhìn thấy cái gì chưa? Đấy, đây là Huggy nhá. Đấy, nhưng mà chưa thấy chân tay dài anh em ạ. Wow, hai mặt luôn. Đây là Huggy màu hồng này, à đây là Kissy, Huggy màu xanh, còn đây là con ui ôi, Mami long lét này anh em này. Thế còn con này là con gì đây? Không biết. Lại thêm con này nữa, tao lắm nhân vật lạ đấy. Bobby Playtime. Và bây giờ là cái giây phút quan trọng nhất là mình phải bóc cây này ra. Teng 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 teng. Wow, nhìn thấy hai cái bàn chân rồi anh em ơi. Rút lên xem nào. Teng 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 teng. Wow, sợi, anh em nhìn thấy gì chưa? Anh em nhìn thấy con này có gì chưa? Đây chính là Huggy nhá. Đấy. Huggy màu xanh luôn. Đấy, ôi Huggy này hình như là chân xanh là hơi sai, chân nó phải màu vàng mới đúng chứ nhỉ. Đấy, nhưng mà vẫn chưa thấy nó dài anh em ạ. Mình không biết là nó dài ở đâu. À đây, hình như đây nó có lột xo này anh em này. Ui ôi, sai. Anh em nhìn thấy loảng khớp chưa? Đây đây.
Ôi giời, nhìn lên lấy gì à đây. Thế chắc chân nó kéo ra như thế anh em ạ. Đấy, mình còn xoay được vòng chân này. Ui ui, dài dã man anh em này. Đấy, cuối cùng nó ra một con Huggy siêu dài. Đấy, đây chính là con búp bê Huggy mình tìm mua mãi mới được. May làm sao mà chân tay nó kéo dài ra được, chứ không thì trẻ trâu nó cười mình chết. Cái này thì nó bằng lò xo các bạn ạ. Đấy, nó có thể rút ngắn được này. Thích là rút ngắn được lại. Đấy, thấy chưa? Cho ngắn lại luôn. Rất linh động. Đấy, bẻ cái gì cũng được. Đấy, chân tay này ngoằn ngoèo. Rất là hay. Ok. Bây giờ mình cứ cất đi đã. Bây giờ mình thu gọn tay chân vào để mình thực hiện cái màn triệu hồi cho bọn trẻ trâu một tí. Ui giời, chết rồi, nó cong vèo rồi. Spider-Man. Ôi thằng này ngủ rồi. May quá. Tưởng nó chưa ngủ thì mình còn dặn dò nó ngủ rồi thôi. Đấy, trong này cái gì đây? Đấy, ok, che. Mình sẽ để con này ở đây. Đấy, tí nữa xong mình gọi là hoa lá cành, mình trở vào biểu diễn ảo thuật. Xong là mình sẽ bảo chúng nó là mình sẽ triệu hồi được con Huggy, Huggy chân dài ở đây nhá. Đấy. Đấy, ở đây mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là mấy quả pháp phù rồi. Nói chung mấy cái này chỉ là pháp phù sinh nhật thôi. Triệu hồi Huggy nhá. Đấy, bây giờ phải cắm một ít cái này vào đây. Cái này chỉ là cái gọi là cái pháo sinh nhật thôi. Đấy, mình gọi là hoa lá cành một tí để cho bọn trẻ trâu nó tin thôi. Đấy, cắm vào đây cho nó hoành tráng nhỉ. Đấy. Quái xài, hẹt luôn. 5 cây lến. Rồi, cây này để mình cầm. Ui ôi. Ôi ôi. Anh có cái gì hay ấy? À, chơi pháo bông à? Pháo cái gì? Vừa lấy anh hứa cái gì chúng mày biết chưa? Hứa gì? Vừa anh bảo anh triệu hồi ra Huggy chân dài đây. Anh bảo lại vẫn không tin. Đây đây, anh đang chuẩn bị đây. Mấy cái pháo bông thì triệu đây, Huggy. Đây, thế anh mới phải chuẩn bị tất cả những cái gọi là cái này để triệu hồi cho em xem. Đốt mấy cái lến này xong anh gọi là muốn muốn một tí thôi là nó hiện ra trong này. Chúng mày tin không? Anh đã đốt. Nếu mà anh triệu hồi ra con này chúng mày phải cho anh chơi đây nhá. Ok. Bây giờ ngồi quay canh đằng trước đây cho xem. À, bọn này khinh thường à? Ngồi hết đằng trước chưa? Một cách xa đâu, một tí nữa nó mà có hiệu ứng là lổ cả bóng đấy đấy nhá. Bây giờ anh phải châm cho cái này nó ấy lên đã, hiểu chưa? Cho nó xì khoái lên đã. À, anh em ok chưa? Hả? À, bây giờ nhá. Sẵn sàng chưa? Nhìn gì đây chưa? Lửa đốt. Có cái gì đâu mà. Con lên cua. Anh không đốt pháo bông chứ làm gì đâu mà. Đốt sinh nhật anh. Sinh nhật này anh không à? Uầy. Ui giời. Đi lại lớp mấy cái pháo không? Thế là sinh nhật anh không ạ? À? Wow. Sinh cái gì nhỉ đây? Đi lại. Yeah. Huggy chân dài tay dài xuất hiện ở trong này. Từ từ nó phải hết pháo đấy, quả này nó hết đâu. À, bình tĩnh thế nào. Hết chưa? Rồi. Ok, ông ơi này phải rút hết ra đi mẹ. Đấy. Quẹt con thấy hơi hiện lên đây đâu. Đâu nó hiện ở trong này chứ. Đây từ từ nhá nào. Vậy nhá. Anh lật ra nhá. Đâu? Một ra. Một ra. Hả? Có gì đâu? Đây đây. Cái rẻ đây. Đấy, thấy chưa? Nhìn thấy gì chưa? Con này có tay dài đâu? Này, băng băng cầm một tay kìa, kéo ra thế nào. Ui. Thấy chưa, nhìn thấy chưa. Xong bọn này tay chân này. Ôi xài. Khép chưa. Anh cho bọn em mơ quả nào. Good good. Chơi good good. Tin chưa? Tin rồi, tin rồi. Tin quả khả năng của anh chưa? Trông đẳng cấp như thế này mà không tin nhỉ. Con này này chân dài ra được nhỉ? Chân tay dài. Nó còn thu được vào nữa mà. Ngoài dài nó còn thu ngắn được mà. Đấy, thấy chưa? Kéo dài ra này. Đấy. Con có cả đèn bên trong anh ạ. À. Ui. Khét luôn. Đây này đèn này. À, đèn nháy đẹp luôn như gì nữa. Buổi tối. À. Rồi. Được, cho anh con này, anh đổi cho mày con đấy nhá. Ok. Đấy. Đấy, đẳng cấp luôn. Đấy là mình khử được con này. Ui xài. Đẹp không? Gõ đầu. Ôi, cái gì hả? Ui ui, Huggy. Ơ kìa. À. Ê, này. Ui. Thằng này định cứu thằng Spider-Man à? Sao vậy em ơi? Chân đi. Nè. Ui. Ui, đất. Ui dồi, sao đâu? Anh em dậy đi. Sang dậy đi, nó cứu được Spider-Man rồi. Ui chết rồi. Ôi, nó cơm mất rồi. Ui dậy. Ui chết rồi. Ui.
Ui ui, chết rồi. Ui chết. Ui 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 ui. Đi em khác. Thôi em ơi, chết rồi. Nó đập vỡ hết bóng bay của mình rồi. Thảo ơi, con này không sao? Con này không sao? Không. Ui chết rồi. Nó cứu mất được thằng Spiderman rồi. Sao không sao? Ui nó cứu được Spiderman rồi em. Em ạ, đấy, sắp đến Trung Thu rồi. Hôm nay mình lên bàn với team Trẻ Châu khả năng là chuẩn bị thực hiện một cái thử thách là làm lồng đèn Trung Thu mới là mặt lạ đấy. Anh em nào có thích cái thử thách này không? Đấy, chuẩn bị Trung Thu rồi, mình tự làm, mình tự đeo, tự đi cầm đèn nó hay hơn. Đấy là mua. Ô, sao hôm nay ở sân này vắng pé nhỉ? Trẻ Châu đâu hết rồi nhỉ? Mà hôm giờ này chúng nó đang phá tanh bành cái sân của mình rồi. Ui ôi, ôi cái gì đây, cái gì đây? Sao lại chui hết ra kia làm gì? Ai em? Hung ghi á? Cấp mấy đồ chơi rồi, cả kiếm của anh rồi. Kiếm gì? Kiếm mai gáp này. Ôi chết rồi, cái kiếm đấy anh mua bao nhiêu tiền đấy? Giữ được cái kiếm này ấy. Nó vừa vào xong à? Nó vừa vào xong. Thế mà đông như này, san này, bao nhiêu người này, Spiderman này không bắt được nó à? Nó khỏe nữa mà. Thế cái này là cái gì, mới mua à? Em mới mua ấy. Thế sao kiếm của chúng mày nó không cướp mà nó lại lấy mất cái kiếm Minecraft của anh? Ai đẹp gì đấy, nó thấy nó đẹp. Đẹp á? Vâng, em vừa mua kiếm này. Ui giời, kiếm đấy anh bao tiền đấy? Thôi mày đem cho anh cái này đi. Vớ vẩn. À, hay chúng mày lừa anh? Không lừa không. Bọn này có lừa anh không? Có lừa không? Bọn này lừa anh đúng không? Thôi bây giờ như này nhá. Kê chúng mày là làm mất kiếm của anh, không là mượn kiếm Minecraft của anh. Em có mượn. Làm mất kiếm thì phải đen. Lên đây tưởng là như nào, bọn này không trông kiếm Minecraft cho mình làm mất cái kiếm mà kiếm mua bao tiền đấy anh em, tưởng đùa đâu. Thôi được rồi, bây giờ như này nhá. Có hai cái, đưa anh một cái là xong nào về. Không. Nó đi chung với một bộ anh. Thế sao lần trước mượn kiếm của anh không biết trông để nó lại mất. Em không mượn đâu, hơi bị xịn ấy. Kiếm gì đây? Iron Man, anh không biết cái nhân vật này à? Cái này là Iron Man. Đây hơi bị xịn ấy, em muốn đặt. Thử bón anh xem nào. Nhiều tiền lắm. Ôi ôi. Xịn chưa? Iron Man, nhưng mà cái kiếm này có sáng được không? Sáng được luôn chứ anh. Đâu, thử xem nào. Đây, nút bật đây anh này. À, bật đi. Ôi ôi. Ui, xanh đỏ, tím vàng. Kinh nhỉ. À, bản cao cấp chỉ có một cái duy nhất trên thị trường. Bản duy nhất à? Vâng, nó nói phét ít thôi. Iron Man người sắt anh ơi. Ừ, người sắt thì đúng rồi. Nói chung là gọi là cái này còn có cả đèn. Cái này bằng nhựa hay bằng ống cái gì đây? Nhựa. Nhựa thôi. Nhà nhựa cao cấp. Nhưng mà sao kiếm lại có nhạc kiểu súng máy bay chiến đấu rồi? Ngoài đây em thích cài thôi. Thế em thử xem còn nhạc gì nữa khác không? Chưa cài. Cài cái gì luôn, ông nói phét. Kiếm này tối đi cháy phối. À, thôi được rồi. Thế mày có cho anh mượn không? Anh không được. Đáng nhẽ mày phải đèn anh, mày làm mất kiếm Minecraft của anh rồi. Phải anh chứ. Ờ, được, mày nhớ nhá. Ui giời. Thế còn cái này được không? Ui giời, hỏng rồi. Khiên kêu kiểu gì? Ôi, cũng hỏng lốt. Thằng Linh này chơi toàn cái đồ fake em ạ. Sai. Ôi, bình tĩnh. Ôi, anh mượn tí, anh chơi tí. Mày làm mất kiếm của anh rồi. Kiếm của anh là kiếm fake, nó lấy nó đúng rồi. Ờ, được rồi nhá, là sau đừng có mượn nhá. Anh nhìn em đấu kiếm cu Linh này. Đấu mấy cu Linh nhá. Chứ là gì nè. À, thử xem nào. Ui, cu Linh có cả khiên kìa mà. Ui, nhưng mà kiếm này có phải là kiếm đấu đâu, bọn em đấu tí vỡ hay sao? Ui. Đấy, đúng rồi. Ơi, san gì đây? Đấy, chúng mày đánh nhau, san nó thu kiếm rồi. Ồ, san có biết múa kiếm không? San thử biểu diễn tí võ thuật, anh thưởng thức cái cho anh em fan thưởng thức cái nào. Ui, đừng. Ui, khét gì ơi, anh làm gì đâu, mày dồn anh ra đây. Ôi giời, kiếm cũng muốn được quạt cơ, san khét lẹt nhờ. Ôi giời, kiếm cũng muốn được quạt cơ, san. Người nhận có liệu có múa được kiếm như kiểu san không? Thử thế nào. Ui giời. Khép nhỉ. Ôi, sao là trận chiến bắt đầu. Ui giời, san chấp một tay rồi anh em ạ. Ôi giời, ui giời. Cuộc thi kiếm nhựa nhưng mà anh em đấu như kiểu Olympic quốc tế. Thôi rồi, hòa. Đã bị dính trưởng rồi. Thằng Lam nó đi vắng rồi, mày cho anh mượn cái kiếm này một lúc, anh cho mày 2 lít. 2 lít? Không cho à? Úi rồi,
Úi ôi, trẻ trâu có cái món gì này? Ngoài kiếm ra lại còn có cả lồ xo à? Đây 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 đây, xem là cái gì đây? Của anh rồi. Ôi mắc rồi, mắc rồi, mắc rồi, mắc rồi. Mắc rồi, mắc rồi. Của thằng Pac-Man này còn đẹp hơn này. Đây xem nào. Thôi anh nhỉ, anh đừng động vào. Mày kẻ sĩ mẹ anh à? Hả? Đưa anh xem tí nào. Của anh Nam mua cho em đi. Rồi bây giờ chúng mày theo phe thằng Nam đúng không? Vâng. Được, chúng mày đi ra hết kia nhá. Lần sau nhá, tao có gì không mà tao cho. Anh em nhá, bọn trẻ trâu này dám khinh thường mình. Chúng nó mượn cái kiếm Minecraft màu xanh của mình ấy. Đấy anh em là xem mấy cái clip trước của mình thì biết. Đấy xong là chúng nó lại làm mất. Xong bây giờ mình đòi nó đền, nó không đền, nó còn cãi trắng. Đấy. Bọn này nói chung là không thể chấp nhận được. Mà ok, chúng nó có mấy cái kiếm ánh sáng thì bây giờ mình sẽ ra mình mua cái quả kiếm ánh sáng nó đẳng cấp hơn về mình chơi, mình khinh thường bọn này luôn nhá. Ok anh em cùng chờ nhá. 2000 years later. Đã có kiếm ánh sáng trên tay. Ôi sợi, tưởng mỗi mình chúng nó có kiếm ánh sáng à? Hôm nay giới thiệu cho anh em mình cũng mua một quả kiếm ánh sáng. Kiếm Iron Man, nhưng mà các bạn nhìn thấy chưa? Cái con Iron Man của mình nó to đùng như này mà. Chứ ai bé tí như cái con của thằng Năm Ngố đâu. Thế mà cũng tinh toe. Đấy, mở ra cho anh em xem nhá. Thấy chưa? Hai quả mắt thì trông nó sắc nét, nó đẹp như này mà. Trông giống y như kiểu Iron Man luôn, chứ không phải fake fake như của Năm Ngố đâu. Đấy, quả tay cầm rất là to, rất là chắc chắn. Đấy, trên này là một quả kiếm. Nói chung cái này bằng nhựa đấy anh em ạ. Nó chỉ là bằng nhựa, nói chung là dùng nó an toàn lắm, không vấn đề đâu, để chơi thôi. Sợ anh em thấy mình trông giống như một kiếm sĩ hiệp chưa? Đấy, siêu nhân Iron Man, kiếm ánh sáng. Mình sẽ bật lên xem cái ánh sáng của cái này là nó sáng kiểu gì nhá. Một, đây. Úi xời. Nó nói cái gì nhỉ? Không sáng à? Sao cái này không sáng nhỉ? Hay là buổi sáng nhìn nó không rõ nhỉ? À, mình phát hiện ra rồi, cái này phải lắc lên nó mới sáng đây nhá. Đấy, thấy chưa? Anh em nhìn sáng chưa? Đấy, xài. Đấy, không quăng thì nó không sáng, nhưng mà quăng là nó sáng. Kiếm mình là kiếm cảm ứng, nó xịn hơn các bạn ạ. Lúc đầu mình tưởng không sáng, nhưng mà mình lắc lắc thì nó sáng. Đấy, có nghĩa là phải đấy, chiến đấu nó mới sáng, còn để nguyên là nó không sáng để tiết kiệm pin anh ạ. Mình thử vào chỗ tối, mình thử xem là nó có sáng trưng không. Bây giờ mình sẽ lắc này. Úi xài. Chưa. Kẹt lẹt. Chưa. Quá đẹp luôn. Thấy bảo ai ở đây có kiếm Iron Man hả? Ai đấy? Kiếm anh xịn lắm. Đâu đưa xem Iron Man nào. Đâu. Đây. Ui ôi này. Em nhìn trong hàng fake với hàng 1-1 nó như nào. Anh hai quả này giống nhau đấy. Nhưng mà bọn em thấy kiếm nào đẹp hơn? Kiếm anh. Đây này, nhìn phát sáng cái này. Thấy chưa, nhìn sáng chưa? Ôi. Đâu sáng chưa? Đâu sáng đâu. Xem thằng nào sáng hơn. Này nhìn nó xanh lè này mà. Thôi đi em ạ, cái kiếm Spider-Man fake này. Đây, anh em nhìn mặt xem thằng nào đẹp. Thằng nào đẹp hơn? Mặt thằng này đẹp. Em ra chợ em cũng thấy cái này nhưng mà nó đắt quá. Đừng có nói ra chợ nhá, cái này anh mua ở bên Dubai đấy. Mày đừng có liên thuyên. Sao nào, vừa mày định dọa anh hả nào? Ý gì? Mày nhìn cái kiếm xịn hơn chưa? À, kiếm này là kiếm gì? Kiếm America. San à, tuổi dê. Nhưng mà quan trọng kiếm đẹp hay không quan trọng à. Là phải solo. Solo cái gì? Anh solo mê không? Tuổi dê. Anh không có tuổi. Thích solo đúng không? Solo luôn. Đi vào đây. Nhưng làm ngủ nha, chỉ phút mốt thôi. Anh Hùng này. Kiếm thì kiếm fake. Đấy, Iron Man fake đây, trong khi kiếm mình Iron Man nó là cấp này. Thứ nhất là về độ đẹp là em thua anh rồi. Đúng rồi. Thua thì hít đất 10 cái cho khỏe. Ok. Đầu mũi kiếm mà chạm vào thằng nào là thằng đấy thua. Hiểu chưa? Ok nào. Từ từ lấy ra cái kiêng này này. Ôi thằng này nó chơi kiêng, anh em có đồng ý cho nó chơi kiêng không? Ôi. À, chúng mày về phe Nam Ngố đúng không? Được. Với cái kiếm đẳng cấp của anh thì anh không anh vướng cái kiêng của Nam Ngố. Nào. Anh chém này. Ui ui ui, Nam Ngố làm trò gì rồi? Sai, tuổi dê. Mày chịu được không? Mày sao chưa? Vớ vẩn là đấy, thu được 3 kiếm rồi. Em thấy đẳng cấp chưa? Từ một cây kiếm Iron Man của mình mà mình gọi là đã thu về được 3 cây kiếm. Anh em có thích đấu kiếm không? Nói chung các bạn nhá, đây nói luôn là đây là mấy cái kiếm nhựa thôi, kiếm ánh sáng thôi. Cái này nó bằng mecha, nói chung là nó mềm xấu ấy mà. Để chơi cho vui thôi. Cho em mượn cái xem chơi thử. Ừ, cho em chơi luôn. Ôi trời ơi. À. Kiếm xịn. À. Cầm nó có lăng tay không? Sướng hẳn đấy. Nó két luôn như gì nè. Tiện có mấy cây kiếm nhựa này tìm ra vua đấu kiếm luôn. Xem là San này, Pac-Man với Spider-Man là đối thủ nào là đẳng cấp. Làm ngỗ thua thì ra chỗ khác. Thấy không?
San đấu với Pac-Man chưa nhá? Pac-Man sẵn sàng chưa? Ok. Đấy, có khiên mà không thắng được nữa thì... Ui ui. Ôi chết rồi. San nó cướp được hết rồi. Chịu thua San rồi. Thôi được rồi, yếu rồi, biết thua là tốt. Ê mày cố tí nữa San nó cho là vỡ hết mồm miệng. Ok. Ai Spiderman hai kiếm à nào? Thử chiến em ơi. Rơi kiếm rồi, rơi kiếm rồi. Đã thua. Spiderman đã thua. Ôi sai. Ui ui. Ủa thằng nào đây? Thằng này thằng nào đây? Có phải Huggy đâu? Huggy. Thằng này là thằng nào vậy? Thằng này như trong Minecraft. Ôi cái kiếm của anh ai? Đúng rồi kiếm anh. À. Ui ui. Ôi Huggy mày biến thành Minecraft vậy em ơi. Trời trời. Đưa 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 quả kiếm chiếm đặt cấp đi. Đây em ơi. Vậy vậy. Ui ui. Dùng kiếm không? Ui. Ui. Ui 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 ui. Yeah, get out! Chạy rồi. Rơi cả kiếm rồi em ơi. Lấy lại được kiếm rồi. Ui. Vậy rồi. Ủa chết rồi, nó làm gãy kiếm rồi. Thế nhưng mà thôi. Về hàn lại được, gắn keo lại được. Cứ đi. Hôm nay tại sao nó lại bộ quần áo của Huggy đúng không? Em cũng không biết nhưng mà. Nhưng mà sao nó mặc cái mặt nó như kiểu của Minecraft vậy? Cái đấy nó đi in ấy. Cái đấy của Minecraft. Đúng rồi, Minecraft. Thằng đấy là thằng gì của Minecraft nhỉ? Sao hôm nay nó lại thích đóng giả làm Minecraft à? Thấy con đấy trong đấy mạnh mà chắc nó bảo nó dọa anh em mình. Chắc dọa. Nó dọa. Thế mà không lột được mặt nó ra. Ui giời. Thôi đi vào đi em ơi. Ủa anh ạ, đang ngủ gọi trẻ trâu rồi. Ổn thế nhỉ? Không cho ai ngủ vậy cả. Bực hết cái mình rồi. Suốt ngày phá mình. Con này. Con này đang làm cái gì? Trang điểm ấy. Sao lại trang điểm là cái gì nhỉ? Trung thu qua rồi. Đấy. Trung thu qua rồi thì còn trang điểm cái gì? Ra xem chúng nó làm gì nhá. Yeah! Anh em chơi trò gì đấy? Cái gì đây? Sang có cái gì đây? Son à? Sao tự nhiên lại lấy son môi ra đây? Son của con gái mà. Trang điểm. Son em mới xịn này. Ôi son đỏ à? Son đỏ ấy. Nhưng bọn này hôm nay chúng mày bị vấn đề gì đấy? Hả? Châu son. Ở đâu? Xem nào. Ôi, khét nhỉ? Ai à? Nhưng mà hôm nay em có trò chơi gì mà tô son em? Hôm nay điệt đi. Ôi, đừng em ơi. Em mút cái này nó có chì đấy. Son có chì nguy hiểm. Bỏ ra. Em nghĩ là mút được. Đừng có mút. Đấy bọn em đi ăn hội, ăn cưới. Cưới á? Cưới mà lại tô cưới, son cưới. Mày biến thành con gái bao giờ đấy? Nhưng có phải son thật không? Con thật đấy, nhìn em tô son mồm đỏ loạn mè. Đâu? Ui ui, em lại giống thằng Phương rồi đấy. Người ta bảo cái son này nó có chì, em ngậm vào mồm là nguy hiểm. Ôi giời. Em ăn cả son này. Chết rồi, bọn này bây giờ bị chết rồi, bọn này bây giờ có vấn đề rồi. Em ăn cả son này. Son này có vị dâu. Chết rồi anh em ơi, bọn này như có vấn đề rồi. Tránh xa chúng nó. Chúng nó lại lấy son môi chúng nó ăn. Sao ăn được son môi được? Ngon lắm anh ạ. Ôi, chết rồi, mày cắn son à? Ui, lại thằng này nữa. Thôi hỏng rồi. Nó lại không xa nữa. Chết rồi. Ô Vương ơi, sao em lại cho trẻ trâu ăn son này nguy hiểm lắm, em có biết không? Nhưng mà son này... Lại có màu xanh sao mày lắm màu đấy? Nhưng mà son của em... Ui, đưa xem nào. Đưa xem nào. Không. Cái này là son gì đây? Son. Hả? Son ở môi. Son này là son kẹo công chúa. Son kẹo á? Ừ. Thật không? Thật. Sao tự nhiên lại xuất hiện cả son kẹo á? Ừ. Son ăn được. Vừa tô son được vừa ăn được. Khét nhỉ, thảo nào bọn này ăn từ lấy giờ không ngon đâu. Vì gì đây? Dâu. Có la vị gì á? Vị cũng là dâu. Dâu. Em ăn hết rồi. Ui giời, thằng tham lam. Vương màu xanh là vị gì đây? Em là ớt xanh à? Không.
Ui giời, ngon không, có ngon không? Đây, anh ơi, anh chưa bao giờ ăn kẹo son cho anh xin cái. Táo. Cho anh xin cái. Hả? Cái ơi. Cái thì bọn em ăn mà cái gì? Anh nhẹ xí cốt. Anh cho anh kẹo son này, cho anh thử cái. Ô, cái này đút được ngón tay à? Ngón tay cho anh Hùng này. Nhưng mà hết rồi gì nữa? Anh ơi, em cho anh kẹo rồi. Chúng mày ăn hết rồi, chúng mày mới cho cái vỏ. Ôi à. Cho anh xin cái. Ôi, đây tôi xem thôi. Đâu? Mày lấy. Ô, cái này gọi là kẹo gì em? Đô ly à? Ui, kẹo công chúa. Sao bọn mày ăn kẹo công chúa? Ngon. Anh ơi, cho anh xem cái nữa em à. Tại sao Vương cho em mà lại không cho anh? Em gọi là đẳng cấp, hàng cao cấp rồi em. Sao ăn này ngon không em? Còn đúng cái nịt. Thế nói thật mê cay em, đây là kẹo son đúng không? Vâng. Rồi, ta biết tên rồi nhá, bây giờ ta đi ta mua. Không mà thèm chơi cái anh kẹo. Anh có tiền mà lại mua. Tiền đấy, là hàng đống luôn. Ôi, tiền này, ví luôn đấy. Nào, nào đâu mà. Đừng có khinh thường nhá. Con đi là bản với bản này em đuổi ra chợ mua được ấy. Bản limited đấy. Tao không mà chơi cái son công chúa, tao là đàn ông tao không chơi son công chúa. Có tiền đâu lần. Rồi nhá. Tất cả chúng mày nhớ nhá, khinh thường nhà giàu đúng không? Chúng mày khinh thường nhà giàu đúng không? Anh thế nhà anh em này, trẻ trâu rồi khinh thường mình quá đáng quá. Bọn trẻ trâu này nó nghĩ mình không có tiền này. Đấy nhưng mà cái kẹo son ấy mua đâu nhỉ? Mình lúc đầu mình tưởng son thật cơ, son thật mà ăn ấy là nguy hiểm, tại vì là trong son nó chỉ để tô môi thôi chứ ăn vào là nó có cái gì chì chì trước ấy, nguy hiểm lắm. Đấy mình tưởng là son thật chúng nó ăn thì hơi liều, nhưng mà nó lại là kẹo son. Và thấy mùi cũng thơm thơm các bạn ạ. Ok, nó khinh thường mình sẽ đi mua kẹo son về mình ăn. Nhưng mà không thèm mua cái kẹo son công chúa nhá, mình mua kẹo son đẳng cấp của mình nhá. Ok. 2000 years later. Đấy, đi tìm khắp nơi vớ được cái kẹo son này nhá. Tìm cái này khó quá. Kẹo son như chúng nói thì nhiều. Đấy nên mình không thích đụng hàng, mua cái kẹo son của riêng mình nữa, nó đẳng cấp mà nó cực kỳ là hay ấy. Và bây giờ không đi thuyền nữa, ra bóc cho anh em xem cái kẹo son đẳng cấp của mình nhé. Cho trẻ trâu biết mặt luôn. Ông ạ. Ui giời ơi, đấy, đây là kẹo son của mình này anh em này. Con này là con Million nhá. Đấy, anh em nào đã xem cái phim Million nhá, biết con Million nhá. Đấy, rất là cute luôn. Nhưng mà đây là cái kẹo son nhá. Đấy, con này là chuối Million nhá. Đấy, kẻ cắp mặt trăng. Bạn nào xem phim chưa? Ui, rất là nhiều màu luôn. Cute chưa? Đấy, mình mua rất là nhiều màu luôn anh em nhé. Đấy, xanh đỏ tím vàng đầy đủ đây ở trong này này. Hàng vốc luôn. Đó, đó, anh em thấy chưa? Anh em biết Hùng Manda đẳng cấp nào chưa? Trẻ trâu có cái gì là mình có cái đấy, mà thậm chí là mình có lại nó còn đẹp hơn, nó đẳng cấp hơn mà nó ngon hơn nữa. Đấy, anh em nhìn thấy cái son Million của mình chưa? Đấy, trông nó cute như này mà nó hay như này. Bây giờ bóc ra kiểu gì nhỉ? Mình còn chưa biết bóc cơ. Đây có một cái chân này. Ôi, là cái lắp của nó này các bạn này. Đấy, ở dưới cái lắp này là một cái chân này. Cái chân này xoay được này, đây là hướng dẫn xoay các bạn này. Mình sẽ xoay nhá. Wow. Đấy, xùi đầy đầy rồi, bây giờ ăn thử nè. Chua chua các bạn ạ. À, cái này vị táo. Màu xanh này vị táo, đúng vị táo luôn. Ngon dã man luôn. Công nhận các bạn, đẳng cấp. Đấy, bây giờ cứ xoay cái này thôi, đấy các bạn nhìn nó đùn lên nhờ. À, đấy, cái này lại ăn tiếp. Quá là lẹt luôn. Lại xoay tiếp. Lại lên. Em còn vị gì khác không? À, vị dưa hấu. Đây rồi. Mình rất thích ăn dưa hấu. Test thử luôn quả dưa hấu đỏ đây. Đây này các bạn nhìn quả dưa hấu chưa? Anh em nhìn thấy cái vị này. Nhìn thấy đỏ đỏ đẹp chưa? Rất là ngon nhá. Đúng vị dưa hấu luôn. Phải nói là cứng quan luôn anh em ạ. Quá đẳng cấp luôn. Ui. Ôi. Quả trẻ trâu nó cướp hết của mình rồi. Ơi, chết rồi, còn mỗi quả dứa. Để em ơi. Này, mày đưa anh. Anh có chung anh rồi thì anh chưa anh. Đưa đây. Mày vừa ơi. Thế sao vừa lấy mày ăn mày không cho anh ăn, bây giờ mày cướp của anh làm rơi mày phải trả chứ. Nhận được quả rơi đồng thời đút túi. Mày. Đưa. Thôi được rồi. Thôi anh không đòi nữa, chúng mày lấy rồi đi ăn đi. Đấy, ăn xong cho cảm nhận xem có ngon không nhá. Ui Lam ơi, xem lấy của anh nhiều đấy. Đâu em có lấy đâu. Thôi được rồi, anh cho mỗi đứa một cái. Mày trả lại anh rồi là sao anh mới cho tiếp? Em được chứ, em có lấy của anh. Ừ, thôi thôi cho anh xin. Cho mày một cái thôi. Xin một cái đã cho phải cho. Thế cho hai cái. Ừ, cho mày hai cái. Một cái nhá. Ừ. Anh cho em. Được rồi. Đã, anh đây vị dứa mày trả cho anh màu xanh đi. Anh thích màu xanh này. Ui. À, vị này được rồi. Thôi mày có rồi. Ui. Ui, của cô Linh này xùi lên này. Quá đâu? Vị gì? Vị dâu anh ạ. Đâu xem có đúng hình quả dâu không? Đây này, ở góc này có hình quả dâu này. Đây. Đúng tơ dâu tây rồi. Ôi mày làm hỏng rồi, không biết ăn rồi. Đã ăn cướp rồi còn không biết ăn. Ui. Vị gì?
giống vị dâu tây hả? Dâu. À, dâu. Đây này. Ôi. Ui, có lam chắc là dâu rồi, màu đỏ chắc là dâu rồi. Không phải đâu. Đâu xem có phải hình dâu không? Dưa. Dưa dâu. À. Ôi. Ôi. Dưa này, dưa này. Ui ơi, trông nó ra xùi xùi này. Ôi. Ui. Ôi. À, cảm nhận xem có ngon đâu. Ui, để phải để nó nhiều ăn nó mới ngon. Ừ. Thơm. Ôi, làm rồi. Ôi, trông có như liếm mồm. Của em hết rồi. Ngon đâu? Ngon luôn nhỉ. Có sao đâu? Wow. Good, good. Đấy. Lần sau ăn gì của anh phải khen ngon nhá. Không anh đuổi bọn này nhá. Lần sau đừng có khinh thường nhá. Hôm nay chẳng qua ta làm rơi ta mới cho đấy nhá. Nhặt được quả rơi là mất luôn. Nhá, nhớ nhá. Em ăn hai rơi được hết rồi. Làm gỗ bị thằng cu linh nó liếm phát đây là sợ bạn ạ. Người ta bảo là nhặt được quả rơi tạm thời là đút túi. Em ấy là em đấy gọi hậu quả nhá. Đấy cái tội em ăn trộm nên bị cu linh nó ăn là đúng rồi. May mình vẫn giữ lại được hai cái này để tí mình ăn. Bọn trẻ trâu này nó nhanh như chớp. Ui. Cái gì đây? Cái gì? Hả? Cookie với mommy yêu đấy. Nó đến đây á? Vâng. Chết rồi, nó đánh hơi cái vị này thôi. Cái mùi nó thơm hả? Nó thơm. Ui, đặt bay luôn, đặt bay. Anh em ơi, đây, khoan. Cái này ăn hết chưa? Cái này ăn hết chưa? Hết rồi. Bây giờ anh em có hạt tiêu bác không? Không có hạt tiêu thì cho muối. Có. Cho cả hạt tiêu cả muối vào đây. Cho hết rồi. Tí đến mình lấy này mình dụ nó cho nó ăn cho nó sặc luôn. Ok, đem vào cho. Vừa ra đây bê cái này với anh Vương. Hạt tiêu à? Vâng. Ủa tiêu sạch đây rồi. Đấy, rắc vào đấy, đổ vào đấy. Anh với Vương ra khơi ngay. Anh em hôm nay nhốt nó vào đây. Đang buồn này, thích ra đây bẫy luôn. Hôm nay phải bẫy thành công nhá. Này thì dám vào đây kiếm kiệu à. Đấy, đá đây. Hôm nay phải nhốt bọn nó vào đây. Ok. Xong rồi. Cho hết tiêu không? Ui rồi. cho mấy hạt vào trong lòng này để dụ nó chui vào đây. Cứ bắt đấy. Thằng nào vào đây đẩy nó vào đây luôn. Ok chưa? Nhưng mà có hai con mà. Còn mami lòng lẹt à? Vâng. Thiệt rồi. Con vào đây. Hả? Không. Mami lòng lẹt bẫy nó kiểu gì? Mami lòng lẹt thì để mấy hạt ở kia. Để đây. Ông kiệu xoan nữa rồi. Ok, được chưa? Ấy, bây giờ nhốt được một thằng vào đây đấy, còn chỗ kia nhốt kiểu gì giờ? À, để em vào. Ui, em định có kế gì ấy? Dây sừng, chói luôn, bắt luôn. À, thế bây giờ nhá, nếu mà thằng nào đứng gần cái cột kia, xong là quăng chói luôn đấy cột kia. Chói luôn anh. Đúng rồi. Thế bây giờ bố trí người lấp đi. Còn chỗ này đây, chỗ này cứ mở ra để nó chui vào đây là anh em đẩy nó vào luôn nhỉ? Đấy, ok. Nhưng mà buộc dây khả năng phải Vương mới làm kết hợp em ạ. Vâng. Em lấp ở sau cái cây kia. Em với cả anh vào chung anh. Bây giờ mày là người to nhất nhá. Nếu mà thằng nào mà cúi đầu vào đây ăn hạt mấy cái này là mày đẩy vào nhá. Ok. Anh em ơi, nó đến chưa? Nó đến rồi anh. Đi vào trong này lắp này. Vào đây, vào đây. Đi ở đấy nhá. Sang đây. Đi sang đây. Lắp vào đây. Ok. Anh em chuẩn bị chưa? Em chuẩn bị hết rồi. Có biết lẽm dây không ấy? Có. Ok. Nó vào em ơi. Nó vào. Mami nó có tóc dài em ạ. Đẩy em ạ. Chói vào. À, chói vào. Linh Hậu giữ thằng mommy đang đấy. Anh em ơi, buộc chưa? Buộc chắc. Em giữ luôn được. Em chăng buộc hẳn được đây vào. Được chưa? Vâng. Hạt tiêu đâu hết rồi? Đưa hạt tiêu đây. Hạt tiêu đâu? À đây rồi, hạt tiêu đây rồi. Nào, cho thằng mommy đang đấy gửi quả hạt tiêu à. Ra thằng Húc Ghi. Vừa đâu cho thằng Húc Ghi gửi hạt tiêu đây. Có thích ăn kẹo Million không? Kẹo son môi không? Bắc và... Sắc đấy, cho gửi hạt tiêu đây. Ôi chết rồi, nó giật dây này em ơi. Mày đuổi nó đây. Bắt đây. À thằng này à. À Húc Ghi, đồng đội nó chạy rồi. Nó chạy rồi. Mày lại dây này. Lọc tóc này. Dây này. Lấy con này nó mọc tóc. Chắc đợt này nó biến đổi gen nó mọc tóc rồi đấy. Nó cứ phá chuồng. Không ra được đâu. Phá chuồng này.
Ôi nhưng mà em ơi, khả năng tí là Húc Ghi la về là cứu thằng này đấy. Khả năng Húc Ghi tí phải cứu thằng này. Khả năng anh em phải bẫy tiếp để chờ Húc Ghi vào cứu thằng này. Anh em mình bẫy Húc Ghi tiếp. Thôi nha, bây giờ cứ để thằng này ở đây nhá.